Hello cả nhà. Lời nói đầu tiên cho Lai gửi lời chào cô chú anh chị và các bạn đồng nghiệp một lời chào thân thương nhất nha. Bữa nay tới công việc yêu thích nó mình nghe nữa nghe cả nhà. Bữa nay là mình đi thăm bãi rắn nha cả nhà. Đó. Cái lợp xi cua. Con chuột này luôn rồi cả nhà. Một cái chân quay. Túi lưới lúa. Gần 20 con chuột luôn cả nhà. Đây. Gần 20 con. Chừng nào tới cái bẫy đầu tiên Lai sẽ quay lại cho cả nhà xem nha cả nhà. Không biết chỗ nhà cả nhà chỗ cả nhà làm sao chứ chỗ chỗ của Lai á là mưa bữa nay là 2 ngày cả nhà. Hy vọng bữa nay có hàng khủng khủng cho cả nhà xem nha. Tiếp tục mình đi nha cả nhà. Tới cái bẫy đầu tiên nha cả nhà. Đây, trang điểm cũ nha cả nhà. Trang bộ chuối. Hy vọng bữa nay có cái gì thơm thơm nha cả nhà. Khui hàng cái coi. Khui. Rồi trống lỏng luôn. Nhận không? Rồi nhẹ phao cả nhà ơi. Còn chuột cả nhà. Cái kế tiếp mình sẽ quay cho cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục cái thứ hai nha cả nhà. Cái này bữa hổm dính con rắn có khoảng chừng 2 lạng cả nhà nhớ, 3 lạng nằm trong này rồi trong lỏng luôn. Khui trong lỏng cả nhà ơi, nặng không? Rồi nhà phao luôn, còn chuột luôn cả nhà. Cái kế tiếp mình sẽ quen cả nhà. Tiếp tục nghe luôn nha cả nhà. Ở trong đây mình có một cái nha cả nhà. Đây. Hồi sáng giờ mình thăm mượn mấy cái nha cả nhà, chưa dính được cái con gì hết trơn. Mình xóa bỏ hết luôn nha cả nhà. Khui. Khui. Khui, rồi trống lỏng nữa cả nhà ơi. Nào không? Nào không? Rồi nhẹ phao luôn. Chuột đâu ta? Rồi chết gắn nó cả nhà ơi. Cái kế tiếp mình sẽ quay cho cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục đằng này mình có một cái nữa nha cả nhà. Hy vọng dính con lớn lớn rồi cả nhà. Đây. Khui. Khui. Không thấy gì trên chút lỏng nữa cả nhà ơi. Có nặng không? Ê ê ê ê ê ê, ê, ê. Có cả nhà ơi, có cả nhà ơi. Có nặng nặng cả nhà ơi. Vô 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 vô. Hồi sáng giờ nghe cả nhà. Hành cái coi. Hành 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 hành. Con gì trời? Con vợ anh cả nhà ơi. Phải không, hành là vô luôn cả nhà. Này cả nhà. Con này có khoảng gần cả ký nha. Để vô mát bắt cho cả nhà xem. Đây nè cả nhà, mở miệng bao cho cả nhà xem nha các bạn. Cả nhà bần quá cả nhà ơi. Hồi sáng giờ nói thiệt với cả nhà nha, là mình thăm có khoảng 17 cái bẫy rồi cả nhà. 17 cái rồi đó mà mình cắt bỏ hết, mình không có quay nha cả nhà. Không dính gì trơn á, dính mấy gắn cật đầu chết nha cả nhà. Đây. Con vợ này từ 9 lạng nha cả nhà. 9 lạng đến 1 ký nha. 9 lạng là thủ luôn nha cả nhà. Tính con hổ hành cả nhà, hổ hành là vô luôn rồi. Kệ. Vậy cũng được nha cả nhà, không đòi, không có quyền để đòi hỏi nha cả nhà. Quý ơi. Hổ hành thì mình đỡ một chút. Thấy đen thui, nhìn thấy hết hồn. Nè cả nhà, khù thấy ghê cả nhà, cái đầu chạy hết trơn ha.
Hai cái nha. Thấy mê không cả nhà? Gắn này chắc cũng chèm chèm cả ký cả nhà ơi. Cả ký á. Thôi mình bỏ nó vô bao, tới cái tiếp tục mình sẽ quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Mừng quá cả nhà ơi. Bữa nay mình có clip đăng cho cả nhà xem rồi. Yêu cầu mình đi một ngày mình có được cái clip về cho cả nhà xem vui chơi nha cả nhà. Mình mừng lắm. Tới cái tiếp mình sẽ quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Cả nhà xem kìa cả nhà. Ngay chân chỗ cây cầu luôn. Ủa ông nó đánh chạy chút xíu té đè luôn cả nhà. Hết biết thiệt chứ. Tiếp tục gần tới cái bẫy này nha cả nhà. Đâu ạ? Đây. Đây 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 cả nhà ơi. Tới rồi. Trời ơi chạy chút xíu nó văng đè luôn cả nhà. Đi ngang cái để em lấy cái móc nha cả nhà. Chỗ này lục đu đỏ nhiều lắm nha. Có lỗ con phát đây nè. Cho chống lỏng gì ta. Biết ai dạt cái chống lỏng này nè. Nhớ đậy kỹ lên lắm rồi. Nặng không, nặng không. Rồi nhẹ phao luôn cả nhà ơi. Rồi chết gắn nữa. Chết gắn suốt rồi cả nhà. Cái cảnh này mình không có quay cho cả nhà xem kỹ nha cả nhà. Để đặt cái lọc khác nha cả nhà. Cái tới cái kế tiếp mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Tiếp tục trong đây mình có con cái nữa nha cả nhà. Hy vọng làm em cũng khủng nữa rồi cả nhà. Có vốn liếng cả nhà ơi. Khui. Rồi chống lỏng nữa cả nhà ơi. Biết đâu được. Nặng không? Rồi nhà phao luôn. Còn chuột còn lố luôn cả nhà. Tới cái tiếp mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Tiếp tục trong này mình có con cái nữa nha cả nhà. Đây 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 đây. Cái bụi chuối này nha cả nhà. Rồi. Hình như nước ngập lên tới luôn vậy ta. Hy vọng đừng ngập tới cái bẫy nha cả nhà. Nước lớn ngập quá ngập nha. Ngập tới cái bẫy thì chết gắn ủ lắm nha cả nhà. Rồi. Thấy mồi chết chuột nó gì cả nhà ơi. Nặng không, nặng không? Ôi nặng nha cả nhà. Ôi cũng nhẹ cả nhà ơi, không sao. Còn chuột cả nhà ơi. Cái bẫy im gì mà còn chuột nha cả nhà. Tính rồi chết chuột. Hên 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 hên. Để mình đặt lại cả nhà. Nước ngập dữ vậy ta. Để mình kiếm chỗ khác đặt cả nhà ơi. Tiếp tục đằng này mình còn con cái nè cả nhà. Cái hồi gọi dính con hổ hành ba lạng đó cả nhà. Đây. Tới nè cả nhà. Hồi gọi dính cái này là hổ hành ba lạng cả nhà. Khui. Có cất nữa không? Rồi không trống lỏng cả nhà ơi. Rồi. Dính hành kẹt đầu chết ngắt nha cả nhà ơi. Thôi cái này mình không quay nha cả nhà. Chết chắc hổ hành nữa rồi. Cái kế tiếp mình sẽ quay nha cả nhà. Tiếp tục lần này mình có cái nè cả nhà. Cái này cả nhà nhớ không? Hồi rồi mình nói mình cuốn đó cả nhà. Mà cuối cùng không mất bẫy, chắc cũng không mất. Mình đặt lại im quá mình không bỏ không được nha cả nhà. Hy vọng là kiếm gắn bự nha. Ở đây là gắn bự nha cả nhà. Khui. Khui. Rồi chống lỏng nha cả nhà ơi. Hy vọng có bự không. Rồi chống lỏng luôn. Rồi chết chuột nữa cả nhà ơi. Cái clip mình quay cho cả nhà xem cái nha. Tiếp tục ở đây mình có cái này cả nhà. Cái này gọi dính con ba lạng cả nhà. Cái này mình đi cái đường này đi lại nha cả nhà. Ai đặt thịt lép rồi cả nhà ơi. Khui. Rồi chưa sao cả nhà. Rồi chống lỏng luôn cả nhà ơi. Nè không. Rồi nhà phao luôn. Không dính luôn nha cả nhà. Còn chuột luôn.
cái kế tiếp mình sẽ quay cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục luôn nha cả nhà. Ở trong đây mình có cái này cả nhà. Đây. Khui. Rồi chống lỏng nữa cả nhà ơi. Chỗ im thấy bể luôn nè cả nhà. Ê nặng 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 nữa nha. Rồi. Nhẹ phao cả nhà ơi. Còn chuột không đây? Còn chuột luôn cả nhà ơi. Đây kìa nó chạy đắng kìa cả nhà. Cái tiếp mình quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa nha cả nhà. Đây đây đây. Hy vọng vớt một con nữa rồi cả nhà. Khui. 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 Rồi chống lỏng nữa cả nhà ơi. Chút quớt nữa. Còn chuột luôn nha cả nhà. Cái tiếp mình sẽ quay cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục ở đây còn cái nữa cả nhà. Cái này là cái cuối cùng của chuyến thăm bẫy hôm nay luôn nè cả nhà. Thất quá thất cả nhà ơi. Đây 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 đây. Hôm nay này nghe cả nhà. Hên cú vớt lên cái đây. Khui. Khui. Rồi chống lỏng nữa cả nhà ơi. Dẹt ra là chống lỏng không nghe cả nhà. Nha. Nghe nặng đấy. Còn chuột không cả nhà ơi. Rồi mình ra ngoài mình cho cả nhà xem thành quả nha cả nhà. Mình cho cả nhà xem thành quả nha cả nhà. Thất thu quá cả nhà ơi. Mùa khô này kiếm con rắn không phải dễ nha cả nhà. Đúng là quá chua luôn nha cả nhà. Từ sáng giờ mình đi tới đất này là cả nhà thấy là 1 giờ 44 phút rồi đó nha cả nhà. Chỉ được có một con rắn màu à cả nhà. Đó. Con này từ 1 ký nha cả nhà. Chắc 1 ký ăn lên. Có một con một à. Một đống bẫy luôn nha cả nhà. Còn chỉ có mấy con chuột nha cả nhà. Đây. 4 con. Còn có 4 con chuột à. 19 con nữa nha cả nhà. Chết chuột quá trời luôn à. Cả nhà ơi, cả nhà thấy mến like á, cả nhà cho like 1 like và 1 cái đăng ký ủng hộ like để có tinh thần làm video tiếp theo nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà.